Trời ơi, coi tí về má làm cắp ngốc này. Đó, Miêu nó đăng ốc nóc lên đẹp lắm á. Miêu nó làm cắp nóc, nó đăng lên phòng một hàng cắp nóc. Nó chứ mày đã đánh ốc nóc ăn không có say không? Ở này bên Nhật Bản nó làm là người người làm cá là lương cao lắm đó. Làm cá nóc bên Nhật Bản là lương cao. Sao cái giúp ăn luôn đó hả? Sao có đen sống cái mặt? Nằm thế hả? Cái mặt xanh đó là bởi đó là chết rồi. Bỏ. Ủa có con chim tỉnh ăn cái gì? Cá rô phi hả? Cá nóc phi. Ồ. Ồ con con. Má làm ấy. Giờ có gọi nhà cho má mình mới làm. Úp vô bên lát chịu con vậy. Làm xong rồi gặp làm hai làm hai. Úp cho bỏ tốt. Đó, chơi chồng cho chồng mới chết này con mới chết đi. Ăn cắp nóc rô phi á. Còn cái này cái nóc mít. Ừ nó bận đồ rồi. Ê. Ê. Ăn xong rồi đó hả? Ờ. Cười 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 cười. Ừ vậy tự không? Ừ vậy rồi có khóc cái gì vậy? Ăn rồi ăn. Ăn con quấy nè. Nó còn sống trong quấy con quấy nè. Sống dài lắm cái quỷ này sống dài. Trời mất mắt nó sống nữa. Chạy 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 chạy. Ai đó tính tỉnh? Không mà ha. Ông bác ông mà ông tám là không gì là 200 có hả? Này cái mặt này. Đâu sao có đem có cái đây nè. Ủa mặt không má? Mặt đâu cái đây cái mặt các bà. Dạ bá nằm này tới. Quỷ sứ nè. Sao nó lực nhất vậy? À cái xanh cái đậm cũng được. Có cái này ăn không mà chết hả? À, này. Ừ, chết nè, cái đang chết nè. Cái mặt á. Cái mặt nó mà lực nhất hả? Cái làn trắng nữa. Đủ loại hết. Chỉ có cái đó ăn không mà chết hả? Cái mặt kia nó xanh lắm bà. Đây này, xanh nè. Mặt hàng đó. Thịt ra hả? Không nhận thịt chứ. Hồi hôm nay con nói thì có ba con mà có ba con cá đây mà con giả ốm tủy của ốm chiên hay như thịt giờ mặt này đó, mà bà biết không ăn có hết đâu có ba con mà con đi là con